Unit 7, Revision 1, Vocabulary. Story, story. Câu chuyện, story. Some, some. Any, any. Một ít, một vài. Happy, happy. Vui vẻ. Sad, sad. Buồn bã. Come up, come up. Mọc lên. Các bạn, ở phần này chúng ta lưu ý some và any đều có nghĩa là một ít hoặc là một vài. Tuy nhiên, chúng ta chỉ dùng any khi trong câu có not, có didn't ấy. Hoặc trong câu có dấu hỏi chấm thì chúng ta mới dùng any. Homework. Bài tập về nhà, các bạn sẽ ôn tập tất cả các từ vựng có âm a mà chúng ta đã học, từ vựng có âm a. Và chúng ta sẽ học thuộc các từ vựng mới ở trên. Chúng ta sẽ viết mỗi từ 5 dòng, mỗi dòng 2 lần. Và các bạn sẽ kể lại câu chuyện ở trang số 71 vào trong vở của mình.